Sự thâm thúy của Việt Nam đón tiếp ông Tập Cận Bình. Gareth Việt Nam xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề hết sức thú vị về những lần anh bạn láng giềng khó tính khó chiều của ta sang thăm. Và từ đây ta có thể thấy rằng Việt Nam ta là một bậc thầy của phép ẩn dụ, bởi mọi thứ xuất hiện trong chuyến thăm của nhà nước Bắc Kinh này tưởng đầu vô nghĩa và tầm thường, ai ngờ lại mang ý nghĩa rất cao, đối vần lại có tính sát thương rất cao, hoặc chỉ đơn giản là do tôi suy nghĩ quá nhiều. Vậy cụ thể sự thâm thúy đó là gì và ý nghĩa của nó ra sao? Hãy cùng Gareth Việt Nam tìm hiểu nhé! Đầu tiên, chúng ta nên phân tích sự kiện hot hòn hòt hiện nay trước đi các bạn nhỉ? Đó chính là chuyến thăm của ông Tập Cận Bình về Việt Nam trong tháng này. Phép ẩn dụ đã xuất hiện từ khi mà ông bước chân sang Việt Nam. Bởi Việt Nam ta đã bố trí hai thảm đỏ song song nhau. Trung Quốc đi thảm của Trung Quốc, Việt Nam đi thảm của Việt Nam. Đây là một cách biểu hiện sự tôn trọng và bình đẳng giữa hai nước, không có sự phân biệt hay ưu ái nào. Đồng thời, đây cũng là một cách thể hiện sự độc lập và chủ quyền của mỗi nước, không bị ảnh hưởng hay phụ thuộc vào bên ngoài. Hay nói thô hơn thì là nhắc khéo, tôi và anh tuy là bạn nhưng mọi thứ phải rõ ràng. Đất của anh là của anh, đất của tôi là của tôi. Nên Trường Sa, Hoàng Sa nói riêng và Biển Đông nói chung là của chúng tôi, các anh không nên xâm phạm. Và nổi bật nhất trong sự kiện này đó chính là tiệc trà thượng đỉnh Việt Nam đã tổ chức để chào đón Tập Cận Bình. Tại đây, bác Trọng đã mời ông Tập ba loại trà siêu quý giá tại Việt Nam. Và một trong số đó chính là một loại trà được trồng trên Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Được biết Vị Xuyên năm 1984, lò vôi thế kỷ chính là trận chiến ác liệt nhất của biên giới Việt-Trung. Đây là một cách thể hiện sự mến khách và hiếu khách của người Việt Nam, đồng thời cũng là một cách nhắc nhở về những mâu thuẫn và căng thẳng đã từng xảy ra giữa hai nước trên biên giới. Đây cũng là một cách gửi thông điệp rằng Việt Nam sẽ không bao giờ nhượng bộ hay chấp nhận bất kỳ sự xâm phạm nào đối với lãnh thổ, biên giới và chủ quyền của mình. Và cũng chính tại tiệc trà, một cái cây được để ở giữa, tưởng chừng là trang trí, không ngờ cũng đã được các bác cài cắm ý nghĩa vào đó. Không đâu khác đó chính là chậu tre phía sau lưng, vừa thể hiện được chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam, dẻo dai nhưng vô cùng chắc chắn, vừa nói rằng Việt Nam tôi và Trung Quốc đều chung một nguồn gốc, đều phát triển mạnh mẽ, nhưng chúng tôi và anh luôn có lối đi riêng. Và đây dĩ nhiên không phải là lần đầu ta làm những điều này khi Trung Quốc ghé thăm. Ví dụ vào năm 2015, Việt Nam ta đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bằng xe có biển số 79, cái năm mà Trung Quốc qua xâm lược nước Việt Nam 1979. Đây là một cách nhắc nhở về quá khứ đau thương mà hai nước đã trải qua, đồng thời cũng là một cách khẳng định sự kiên cường, anh dũng và hy sinh của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống xâm lược. Đây cũng là một cách gửi thông điệp rằng Việt Nam sẽ không bao giờ quên hay tha thứ cho những hành động xâm lược, xâm phạm chủ quyền và lợi ích quốc gia của mình. Tiếp theo đó, vào năm 1979 đến nay, tròn 44 năm, anh đưa 600.000 quân sang thăm nước tôi. Và năm 1991, Trung Quốc tới thăm Việt Nam là trong 12 năm Trung Quốc-Việt Nam từ xung đột cho tới khi bình thường hóa. Nên Việt Nam đã đón Trung Quốc bằng xe có biển số 12. Qua những hoạt động trên, có thể thấy rằng sự thâm thúy của Việt Nam khi Trung Quốc đến thăm Việt Nam là một sự thâm thúy có chiều sâu, có chiều dài và có chiều rộng, vừa nhắc khéo về những tội ác của Trung Quốc và khẳng định độc lập và tầm nhìn của Việt Nam, mà lại vừa thể hiện được mong muốn hợp tác cùng nhau phát triển, đúng là đầu óc của bậc vĩ nhân. Và trước những lần ca khịa này thì Việt Nam ta đã phản ứng thế nào? Hãy cùng Gareth Việt Nam điểm qua một số bình luận thú vị nhé! Làm chính trị, ngoại giao thì bất cứ thứ gì người ta sắp xếp đều có chủ đích và ý nghĩa, hàm ý riêng. Tinh tế từng chi tiết, nước mình cũng có nhiều tham mưu giỏi, đưa lịch sử vào nghi thức ngoại giao, nghệ thuật sắp đặt. Mấy kia không dành chứ cây tre Việt Nam là cố tình thật sự, thể hiện cho ông Tập hiểu quan điểm của Việt Nam ta. Tôi thích nhất mấy cây tre, không chỉ đẹp mà còn ý nghĩa sâu sắc. Mình vừa đi Vị Xuyên, Hà Giang, đến đó vẫn còn dấu tích của 1979 và trong lòng gợi nhớ tất cả. Ý bác Trọng quá vi diệu, nhắc lại để cho bác Tập nhớ, Việt Nam gác lại quá khứ, Việt Nam giờ muốn bình thường hóa mối quan hệ, muốn hợp tác hòa bình. Cái thảm đỏ tôi thì nghĩ, dù chúng ta đi song song nhưng chung định hướng, vì cùng đi trên một thảm, ý nghĩa của từ chia sẻ tương lai đấy. Hai thảm còn lệch màu để nhấn mạnh rõ hai thảm khác nhau nữa chứ. Biển số xe chưa chắc đúng, nhưng cây tre thì chắc chắn là đúng. Tại sao không phải là hoa mà là cây tre? Khả năng cao không phải là ngẫu nhiên đâu, mình nghĩ có chủ đích cả đấy.
rõ ràng trùng hợp thôi, thế giới rất nhiều thứ trùng hợp một cách lạ thường. Và vừa rồi là toàn bộ video của chúng mình. Các bạn có suy nghĩ gì về sự thâm thúy này của Việt Nam? Hãy cho chúng mình biết dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên nhấn like, share, subscribe để tiếp thêm động lực cho chúng mình ra nhiều video thú vị hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.